Máy múc mà moi thì chỉ lỗ lên thì nó sẽ như thế này đấy các bác ạ. Đấy, nó sẽ lồn cả máy cả đất lung tung như thế luôn đấy. Máy múc bị sụt lây ở giữa dòng suối. Nhìn những cảnh tượng như thế này ấy, thì chắc chắn một điều là cái con máy này sẽ không bao giờ đứng lại được nữa, phải không các bạn? Và để những người lạc quan nhất cũng không thể tin được vào cái điều này. Nhưng mà cái anh lái máy này ấy, thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ, cho dù là một cái cơ hội mong manh cũng có thể là làm lên được mùa xuân ấy. Đấy, và trong cái sự cố gắng của anh ấy thì anh đã lấy lại được cái tăng bằng, đã cứu được con máy này khỏi bị ngập nước và đã khỏi bị sụn lầy ở cái giữa dòng cái nước này. Đúng là một cái tinh thần không thể khuất phục, phải không các bạn? Và đừng quên ủng hộ tinh thần của anh ấy bằng một like nhé các bạn. Đây là cái cảnh tượng phá dưới một cái chân cầu đã không còn sử dụng được nữa. Cách mà hai chiếc máy cầu có thể cầu được một cái chiếc xe ô tô đang bị lầy ở dưới tuyết. Cái cách cầu này thì rất là thông minh và được sáng tạo ra bởi những cái người rất là thông minh và có những cái kinh nghiệm rất là lâu năm trong cái ngành cầu này rồi. Đây là chiếc máy đóng cọc bê tông. Để thay cho cái công việc là đổ móng thì người ta sẽ đóng cái cọc bê tông này xuống và người ta sẽ xây trụ nhà và răng móng lên trên cái cột bê tông như thế này. Và cột bê tông này sẽ được đóng sâu xuống dưới đất bằng cái máy như thế này. Nhìn nó rất là chắc chắn phải không các bạn? Không biết cái máy múc này đi đứng kiểu gì mà ngã chồng vó như thế này không biết. Mà lại cái máy này là cái máy đi đập đá nhỏ lại, đi đập đá hộc chứ không phải là đi cày đá đâu mà đứng cái chỗ nào nó nguy hiểm lắm đâu mà ngã như thế này không biết. Thôi được rồi, anh lại kéo rể cho chú em này đi làm tiếp nhá. Kết quả của cái việc là chở máy múc mà không răng lại đấy các bác ạ. Cứ chủ quan nghĩ là nó nặng, nó không phải răng lại đâu. Nhưng ai ngờ đây này, đây còn may một chút nữa là rớt xuống luôn đây này. Đào mương bạt tay ly theo yêu cầu như thế này đã đạt chưa các bác? Như em đào như thế này thì có người phải dưới đấy, họ đo từng cm một luôn đấy. Nhưng mà em không đáng ngại đấy. Đào một phát ăn ngay luôn đấy các bác ạ. Mấy bác kỹ thuật là chỉ biết là đo xong là chỉ biết là gật đầu tấm tắc thôi, chả nói được câu gì. Nhưng mà nhắc đến cái tiền bo tiền thưởng thì lại không thể nói gì đâu các bác ạ. Cho dù là máy múc cũng bị lây bình thường nhé các bác nhá. Và đây này, một cái máy múc và một cái máy cầu để kéo nó lên mà cũng không lên được đấy các bác ạ. Và cái máy múc ấy là một trong những cái chuyên gia hoạt động trong cái môi trường cực kỳ khắc nghiệt và lầy lội như thế này mà cũng bị lầy bình thường đấy các bác ạ. Đúng là không gì không thể phải không các bác? Đã không lầy thôi, một khi đã lầy là đúng là đủ ai mà có thể đưa lên được luôn đấy. Quả này chắc là phải huy động thêm anh em giúp đỡ nữa rồi. Kích chống lầy dành cho ô tô tải. Đây là một thiết bị không thể thiếu để dành cho những cái ô tô nào hay đi trong rừng hoặc hay là hay hoạt động trên những cái đường lầy lội. Và cái kích này ấy thì có thể là nhấc nổi một bên xe như thế này để có thể là chèn những cái cục đá hoặc là chèn những cái thứ gì để cho lốp xe có thể đi qua được. Đúng là một cái món đồ hữu dụng phải không các bạn? Máy múc cần siêu dài, bốc hàng từ dưới thuyền lên tận ô tô tải, cách xa đến tận 30m. Mà nó cũng có thể là hoạt động và làm việc được. Đúng rồi, công việc này chỉ có mình nó làm được chứ không có ai có thể là làm được việc này cả. Nhưng mà mình đang thắc mắc một điều là nó bốc như thế này thì biết khi nào cho nó xong một cái thuyền như thế đấy. Chắc là cũng phải vài ba cái máy như thế này mới bốc mới xong được chứ. Một mình nó làm thì chắc là cả tháng mất. Mèo bốc gỗ của máy múc cực kỳ nhanh và lại còn nhiều nữa chứ. Làm như thế này ấy thì nó rất là dễ dàng để có thể là bốc được hết tất cả các cái khúc gỗ như thế này. Và cái điều này nó sẽ tăng cái hiệu suất làm việc của máy múc lên khá là nhiều đấy. Các bác nghĩ gì về cái điều này thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhá. Máy múc làm bạt vali như vậy đã ok chưa các bác? Mạch răng gạo là trùng tăm tắp luôn nha, y như kiểu là vẽ ra ấy. Cái này mà nghiệm thu thì chắc là không phải ban nữa này. Cái cách di chuyển máy múc từ xe này qua xe khác như vậy có ổn không mọi người? Cái cách này di chuyển nên có vẻ là tự tin với cái hai cái thanh bắc ngang ấy nhỉ các bạn nhỉ? Hai cái máy múc đang phá giới một phương trình bằng cái cách là dùng cáp để đưa đi chân của mình. Máy múc đang phá dỡ một cái công trình đã cũ và đã không thể dùng được nữa. Cái công trình này thì đúng là xây thì là lâu nhưng mà phá dỡ rất là đơn giản, chỉ cần đục hai cái chân cột là nó tự ngã. Đây là một chiếc máy sới đất khổng lồ và nó có thể làm việc bằng gấp 3 lần chiếc máy bình thường. Anh chị em nào mà có cái vật đất mà to to như thế này ấy, thì có thể là lưu ý mà lấy cái máy này về này hoặc là dùng cái máy này này nó
tiết kiệm chi phí rất là nhiều và rất là lợi thế, bởi vì chỉ có một cái đầu kéo thôi nhưng mà nó có thể là cày đến vài mét đất cùng một lúc ấy.